Đô Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video thứ hai, hôm nay chúng ta giao lưu cùng với anh Nguyễn Linh. Địa chỉ nhà vườn tại thị trấn Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tác phẩm đầu tiên chúng ta giao lưu đó là một cây mai chiếu thủy. Mà thoạt nhìn cây mai chiếu thủy này tôi có cảm nhận như là cái bộ thân gốc của cây mai nó có dáng hình thú. Tức là anh nói lại tên là gì? Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân à? Vâng. Vâng. Cây mai chiếu thủy Hỏa Kỳ Lân. Đấy, chúng ta cận cảnh nhé. Xem cái bộ mấy cái rễ rất giống là những cái chi trước chi sau. Và toàn bộ cái thân nằm ngang này rất giống cái phần mình của một con thú. Và canh đặt tên là Hỏa Kỳ Lân. Cháu xoay qua một vòng. Rồi. Cây này rất là già. Đấy, đấy là cái phần thân bệ này. Nổi trên đầy thân. Cái này đang hoàn thành cái bộ tam sáng hộ. Đang hoàn thành. Cháu xin đo qua phía trước. Cây này hiện tại là cao 60. Vâng. Ngang 85. Cháu xin đo cái đoạn này là 27. Cây đang nằm trên cái mạng cây chậu 50. Cháu xin báo giá cây này là 22 triệu. Giá 22 triệu. Vâng, giá cái cây tử bên này nó như là cái đuôi. Còn đây là cái đuôi. Chân trước chân sau này. Chân trước chân sau. Và cổ cất cao lên này. Bộ răm của nó thì bọn cháu làm rất là nhiều nhịp rồi. Chắc là vài nhịp nữa là thành trăm san hô. Vâng. Cháu xin báo giá là 22 triệu. Từ từ. Cái này anh cho tôi lấy kiểu ảnh cái. Cây mai chiếu thủy dáng hình thú, giá 22 triệu. Vâng, đó là cái tiêu đề cuốn video này, tôi chụp nhé. Được rồi anh ạ, giờ chuyển cây khác đi. Vâng, bây giờ chúng ta chuyển tiếp đến một cây mai chiếu thủy nữa. Cây này cây sam hương à? À, cây sam hương, xin lỗi anh em nhé, xin lỗi, đúng rồi. Cây sam hương. Cháu quay qua một vòng trước khi cháu đo cây thân. Cây sam hương này cao 35. Rồi. Ngang 50. Vị trí cháu đang đo này là 24. Cây đang nằm trên cái chậu 33. Cháu xin báo giá cái này là 3.500.000 ạ. Vâng, giá 3.500.000. Vâng, cây này cũng vừa xuống răm và đè lại răm ạ. 3.500.000 cây này, sáng hương. Cháu xin phép chuyển cái khác nhé. Vâng, và đây là số điện thoại của anh Nguyễn Ninh để chúng ta giao lưu. 0945 462 828, cũng chính là số Zalo luôn. Tác phẩm bonsai mini là một cây mai chiếu thủy lá chung. Cây này lá chung. Cây này thì được vườn cháu làm răm rất là nhiều, cắt đi rất là nhiều đợt. Ôi giời, cái thân nó già nó đanh lại. Vâng. Tuyệt vời không? Cây này thì thực sự là nếu mà với các bác miền Bắc thì nhỏ nhỏ này thì giá là hơi cao. Vâng, nhưng nếu mà trong các bác miền Nam. Cây này bao tiền anh? Cháu xin báo giá là 4.500.000 ạ. 4.500.000. Thực ra để làm được một cây như cũng này không phải là cao đâu. Một cây cốt nó đẹp như này mà nó nuột nà, nó dạ, mịn màng. Tay cảnh nó cắt đi cắt lại rất là nhiều lần. Và để nuôi ra đúng vị trí này nó mất rất công phu. Nó mô phỏng đúng một cây cổ thụ. Được rồi. Rồi, anh chuyển cây khác đi. Rồi, chúng ta đến tiếp với một cây xanh. Cây này là cây xanh năm điền ạ. Cây xanh năm điền này, cái tông tán của nó thì ở vị trí cao. Còn cây này được cắt chuyển hai nhịp trong lên một cái đường thẳng.
Cây này vườn cháu vừa xuống lá và làm lại những cái đoạn chuyển răm nên nó hơi thường tí, nhưng bác nào về chơi đợi vài tháng nó lại kín bóng lại. Xin đo qua kích thước cho các bác. Cũng già cây lắm đấy. Rồi. Cây này rất là già rồi. Cây này đang cao 40. Nó thưa này là vì vườn cháu vừa đèn lại ra. Cao 40, tán ngang của nó là 55 ạ. Vị trí tôi đang đo này là 20, 25. Vâng. Cây này bao tiền anh? Đang nằm trên cái chợ 45. Tôi xin báo giá cây này là 3.500.000. 3.500.000. Vâng. Cũng được. 3.500.000. Vâng. Tiếp tục, nếu mà có mua về chúng ta cứ chỉnh sửa làm theo ý của mình đúng không? Cây này tạm phông như thế này cũng được. Vâng. Tiếp. Bỏ cây này chỉnh sửa ra. Chúng ta chuyển tiếp đến cây ổi này. Đây là cây ổi ta. Ngày xưa là được các cụ là khai thác từ bờ ruộng về và được cho thuần trợ và tạo tác nên đến những đường co điện như này. Xin đó qua kích thước. Cây này cao 50. Tán của nó thành 70. Tôi xin đo cái vị trí này nhé. Vị trí này 13. Cây đang nằm trên cái chậu 38. Tôi xin báo giá cây này là 3.500.000. Vâng, giá 3.500.000 à? Vâng. Được rồi, cây này thì chắc cái là cũng đang ổn. Quá trình hoàn thiện gốc bộ ra. Ừ. 3.500.000. Tôi xin chuyển tiền khác. Rồi rồi, anh chuyển đi. Còn được bao nhiêu phút để bác chuyển? Cây mai chiếu thủy. Cái này dòng lá chung ạ. Cây cao 38. Tán ngang của nó là 75. Vị trí tôi đang đo này là 21. Đây đang nằm trên cái chợ 40. Cho xin vào giá cái này là 3.500.000. Vâng, giá 3.500.000. Một cây thành phẩm rồi. Dòng trung lưu ạ. Rồi, anh chuyển cây khác đi. Vâng, chúng ta đến với một cây tùng Đài Loan. Cây tùng tầm nhỏ, hai người bê nhẹ nhàng đây. Đấy. Chúng ta quan sát cái gốc cây tùng rất là đẹp. Đây là một cây thành phẩm. Đó qua kích thước nha. Rồi. Cây cao 55. Tán ngang của nó là 75. Vị trí tôi đo là 27. Rồi. Cây đang làm trên cái chậu là 50 ạ. Vâng, nó có cái vết lột nhưng mà lột đẹp. Vâng. Lột bò theo cái này sau này mình đưa lưu huỳnh và lấy màu trắng bạc đâm hay. Cây này cháu xin báo giá cho lưu tại vườn là 15.500.000. Bao nhiêu? 15.500. 15.500. Vâng. Vâng. Rồi chuyển nhá. Vâng, chúng ta đến với một cây nguyệt quế này. Quay qua một vòng trước. Cái này thì nó là cây nguyệt quế đường thân quái đấy. Đó, cây thành phẩm. Cây này đang cao 65 ạ. Tán ngang của nó là 75. Tôi xin đo cái đoạn cổ này nhé. Cổ này đang 20. Rồi. Cháu xin báo giá cái này là 5 triệu.
Vâng, giá 5 triệu. Vâng. Cái này giá 5 triệu thì chơi tốt nhỉ. Tuyệt vời. Rồi, anh hai anh em chuyển đi cái. Hai người bê được đúng không? Vâng. Rồi. Hai anh em. Cây gì đây anh? Cái này cây sam hương. À, một cây sam hương mini. Đấy. Thân nó trắng này nhỉ? Vâng. Cây này cao khoảng tầm 30. Làm gì? Đây tay cháu 25 đây, cao hơn tay cháu. Thế kìa. Ô tay ngang anh 25 kìa. Vâng. Dài. Ngang của nó thì khoảng tầm 35, 40. Cây này cũng cắt dập, đẻ răm nữa. Được rồi. Tôi đang ngắm cây sam hương cũng hay. Cây này cháu xin giao lưu là 2 triệu ạ. Giá 2 triệu. Và thời gian trông nó bé bé này thì cũng nhiều bác bảo giá cao thật đấy. Nhưng mà công mình đẻ răm nhiều đợt ấy. Nó rồi. Độ lực và độ dày ra. Cháu xin giao lưu cây này là 2 triệu. Rồi, chuyển đi kia. Vâng, chúng ta đến tiếp với một cây trang hồng phấn này. Ôi, cũng đúng cái dịp nở rất là đều hoa. Đẹp quá. Đây là một cây trang hồng phấn, nó cũng là cây thành phẩm để chơi hoa rồi. Cây này cao 50 ạ. Rồi. Tháng 7 năm. À, 865. Cao 50. Vâng. Đang làm trên cái chậu 39 ạ. 38-39. Tôi xin báo giá cây này là 2.800.000. 2 triệu 8 à? Vâng. Thực ra đối với một cái cây hoa như này cũng đẹp rồi. Một cái cây mà hồng phấn mà nó mọc bụi cao ấy, nó khoảng tầm 1-1.5 thì giá này không cao. Ừ. Bởi vì cây này nó cao, giá cao một chút là người ta đã thu thấp nó xuống để phù thu hợp thấp mà cái điểm thoát thân của nó rất hợp lý. Vâng. Nó không cao đều đều. Thu thấp này nó cũng mất rất là nhiều năm tháng để phù hợp với cái lối chơi trong nhà, trong thành thị. Được rồi. Tôi xin giao lưu cây này 2 triệu 8. 2 triệu 800. Vâng. Vâng. Anh chuyển cây khác nhé. Bê đi, bê cái đi đi. À đây, bê anh cây xanh hả? Đúng. Xin giới thiệu đây là cây xanh năm điền ạ. Vâng. Một cây thuần chậm lâu năm. Cây này cao 42. Ừ. Ngang 65. Vị trí cháu đang đo này là 28 ạ. Ok. Vâng, 28 cái đoạn heo, chuyển heo. Cái đang nằm trên cái chậu 41. Cháu xin bỏ giá cái này là 3.500.000. 3.500.000. Vâng. Rồi, hợp lý nhỉ. Thì ra cái này cũng bộ răm nó làm nhiều đoạn lắm này. Chậu Đồng Nai nguyên sẵn chơi thôi. Cứ cấy rêu đẹp vào là xong thôi. Chậu này thì chậu Đồng Nai đấy. Nước của Đồng Nai là chậu Bát Tràng nhỉ? Không, Đồng Nai. Vâng, cái này được đè trăm nhiều đợt rồi. 3.500.000. Ừ. Rồi, nhất trí. Vâng, cháu xin kết thúc cái video này. Vâng, để kết thúc cuốn video này chúng ta đến với một cây hồng ngọc mai này. Vâng ạ. Cây hồng ngọc mai đế bể to thế nhỉ? Cái này cũng thuộc cây hiếm ạ. Vườn cháu sưu tầm rất là lâu, tao đuổi rất lâu mới mang được về vườn này. Thực ra cây này là một cây thuần chậu nhỏ thế nhỉ. Ừ. Vườn chậu, cháu là chuyển sang chậu này hơi to. Kể cả sau này cũng phải đưa vào chậu nhỏ hơn. Cây này nguyên bản của nó là thuần một cái chậu nhỏ. Ừ. Vườn cháu cho sang đây để dưỡng thêm những cái cây cảnh cho nó nuôi thêm. Còn nếu mà bây giờ mình chuyển chậu nhỏ là mình nhấc ra là nó nguyên một cái bầu nhỏ. Đấy. Rồi rồi rồi. Cây gốc lớn thế. Cây này là một cây đủ bóng rồi. Vườn cháu vừa cắt bỏ tạo lại cho nó kỹ hơn. Cây này giá bao nhiêu anh? Cây này cháu xin giao lưu tại vườn là giá 6.500.000 ạ. 6.500.000. Rồi. Đâu có cái hoành thôi. Hồng ngọc mai quan trọng nhất là cái hoành. Hoành vị trí cháu đang đo cả hai cái này nó khoảng tầm 25 ạ. Rồi. 25. Cây cao 45.
ngang của nó hiện tại là khoảng tầm 65 ạ. Vâng. Cái chậu này phủ bì của nó 52. Hành rất là to. Vâng, đây là cây thông đen Nhật Bản đây. À, đây là cây chốt hạ trong cái cuốn video này. Dạ. Một tác phẩm thông đen rất là đẹp. Hiếm ạ, cái này hàng thi đấu ạ. Sao nào, cái bệ anh đừng xoay nữa. Xoay đấy để tôi ngồi một chỗ tôi lấy cái bệ này. Đấy, đây. Chúng ta nhìn thấy cái đế của nó này, gọi là đế cột đình này. Vâng. Đấy. Cái này là có 3 cái điểm mà mình có thể đánh giá cao được. Đấy, cái đế là cái bệ. Bệ này thì cháu hay thấy ở bên Nhật Bản là nhiều thôi. Rồi. Người ta tạo tác những cái cây cổ thụ nó trên 50 năm nó sẽ có một cái bệ bệt như thế này. Vâng, sau đó đi lên cái đường thân nhá, chúng ta nhìn nhá. Còn đường thân này thì dòng thông này có một cái đoạn chuyển này rất là quý ạ. Vì cây thông thì nó cũng lâu liền xẹo. Ừ. Người ta cắt như này là cũng kỳ rất là kỳ công. Cũng vo gần hết rồi. Vo gần hết ạ. Cắt một cây thông như này cũng không đơn giản. Cây này có một cái điểm họa cho cây, nó là một cành âm. Cành âm phía dưới này. Đặc trưng của cái lối chơi cây của quốc tế ạ. Người ta làm một cánh âm để ấm bóng và điệu cây. Ừ. Cháu xin đo qua kích thước nhé. Cây này đang cao 65. Ngang 85. Vị trí tôi đang đo này là khoảng tầm 29. Vâng, 29. Cây đang nằm trên cái chậu 35. Cái này, bệ này nó gần 9 chậu. Cháu xin báo giá giao lưu tận vườn, cái này là 25 triệu. Giá 25 triệu. Vâng. Và... thông đen thì nhiều, cũng có nhiều cây, nhưng mà được những cái cây bệ khối như này thì nó cần 5 tháng. Rất là nhiều, mới bệ được một khối tròn. Anh nhìn đây tôi chụp ảnh nhé. Vâng, cây thông đen Nhật Bản được báo giá là 25 triệu. Vâng. Rồi. Đẹp đấy, khá đẹp. Và đây là số điện thoại của anh Nguyễn Linh để chúng ta giao lưu nhé. Đây cũng chính là số Zalo luôn. Trên lời dẫn tiêu đề giới thiệu video tôi cũng chép cả số điện thoại của anh Nguyễn Linh để các bạn tiện quan sát. Đỗ Sinh xin dừng cuốn video tại đây để chúng ta chuyển tiếp một cuốn nữa. Là cuốn thứ 3. Hôm nay giao lưu với anh Nguyễn Đình.